À, là cái thùng này là Ông đứng trên cái thùng. ổng đứng vô cái thùng. Là nằm ở trên đây. Đúng rồi, đúng rồi. Sao mà phát hiện được anh Toàn này cô? Tại vì hai cái thằng thường thường nhậu chung anh nó biết không, rồi biết nhậu ở dưới kia kìa, Dạ. rồi biết đi lên biết thẳng vô đó chứ mà không tính nhậu nữa, Dạ. đi vô thì đi bước ngay cũng nằm ngay ở giữa đó, Dạ. là không có ảnh Dạ. mấy mấy bà đầu cái ghế rồi gì nè đó hết ráo, rồi nó mới thẳng ra sao, Dạ. thẳng ra sao khúc ngay khúc kia đó đó là ông mới treo còi nó mới chạy ra là Dạ. chạy nó chạy ra này kêu đây rồi đây mới đầu la lên với làm số anh em người ta chạy lại rồi mới À đầu quả chúng ra. thưa cái báo công an Rồi để vậy để hiện trường vậy luôn. để vậy luôn á, rồi công an rồi bắt đầu bị xong công an vô rồi làm giấy làm tờ xong rồi mới À. chạy hòm vô rồi mới tự cho hòm cắt. Dạ. À, người ta có nó nói là nó không có báo là 10 giờ mai á vô ăn đám ma cho tao cho tao Ông nói trước ông như vậy kêu luôn. Ăn đám tang á. Ừ, ăn đám tang. Ồ là cũng như là trước cái lúc mà xảy ra cái sự việc mà ảnh ra đi như vậy á, là ảnh có trăn trối trước với chị là không có ăn chối, phải nói với người anh nói với người anh anh là ngày mai vô ăn đám. mai vô 10 giờ vô ăn đám đám ma ý của nó là nó muốn như vậy rồi nên nó có điện cho ông anh đó, ông nó nói là ngày mai anh về làm đám ma tôi đó, nó có tính trước đó, là việc của nó làm nó có tính trước. Dạ Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phú đang ở ấp 3 xã Phước Ti, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Hôm nay Phú sẽ chia sẻ tới quý cô chú anh chị đó cái câu chuyện của anh Toàn, 50 tuổi. Thì không biết là anh có bị cái gì hay không. Thì cách nay mấy ngày thì anh cũng có chia sẻ với những người thân á là hai bữa nữa mày ăn đám ma tao. Và những người thân cũng nghĩ là anh chỉ nói chơi như vậy thôi chứ không nghĩ là anh ra đi thiệt. Và chiều hôm qua là ngày hôm qua là ngày 17 tây phải không em? Hôm qua là ngày 17 tây tháng 5 năm 2024. Hôm nay là ngày thứ hai của anh rồi quý cô chú anh chị. Đó là giờ anh dùng sợi dây kết thúc cuộc đời tại đây và phát hiện lúc lúc 5 giờ chiều. Đây là chấn động một vùng quê luôn các quý vị. Đây là cái chỗ anh thuê đất để anh mua ve chai, đi mua ve chai về nhựa đây nè. Mình đây thấy có rất nhiều đồ luôn. Thì gia đình á cũng có muốn là mình chia sẻ để giúp đỡ nhưng mà hôm vô quay không có được. Rồi bây giờ á mình trở lại thì gia đình nói thôi để dành phần đó cho người khác. Bây giờ anh chị em á người ta cũng người tay dưng để lo cho anh Toàn trong và... chị này là ảnh đi mua ở đâu vậy cô? Ảnh đi vô mua gom vòng 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 luôn hả? Dạ. Anh Toàn này hiền hả chú? Hiền. Dạ. Vậy ổng ly dị vợ rồi hả? Hả? Ông đi gì vợ lâu rồi hả? Lâu rồi. Dạ ở mình. Dạ và bà con ở đây là cũng quý mến anh ha. Rồi trước đó mấy ngày đó là em có nghe nói là ảnh có tâm sự với ai nó kêu ăn đám ma ảnh là có không ta? Không, nên tôi có nói với anh ổng ấy. Nói với cái người anh. Dạ điện anh ấy. Dạ. Vậy là ổng điện ổng gọi ổng nói luôn. Mà ở đây là mình có thấy ổng buồn bực cái gì không ha? Có ổng có biểu lộ gì không ta? Hơi buồn buồn, có biểu hiện buồn buồn. Vậy cái này là ổng như ổng tối trước rồi ha. Ở đây bà con cô bác ngồi đây ở chòm xóm này ngồi rất là đông luôn. Hôm qua là lúc phát hiện mấy giờ về cô? Sáu giờ mấy tối á hả? Dạ. Vậy cái thời điểm ảnh mất là bao lâu cô biết không? Không biết. Hồi đó không biết mà được phát hiện là tháo sáu mấy. Sáu giờ mấy. Rồi bà con ở đây mà nghe tin vậy là rúng động luôn hả? Động chạy, mua đang nghẹt đây luôn nè. Dạ. Đây, vòng 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 đây bà con lại coi rất là đông. Ừ. Cũng hết hồn hết vía luôn. Hết hồn. Dạ.
mà ngày đó đâu có ổng đó đâu, không đi đâu, sáng ngày hôm qua mua cái thuốc rồi không đi mất tiêu, không có qua nhậu nhẹt, nhậu đâu, không có nhậu hết. Ổng đi đâu mất tiêu? Con hỏi một xíu ha, là cũng như là cái sự việc mà xảy ra của anh đó, là mình không biết cái thời gian nào mà anh làm như vậy, mà khi mà tới 6 giờ tối thì bà con ở đây người ta mới phát hiện được anh. Mà cũng như là có trình báo cho cơ quan công an là thấy anh như vậy, rồi bắt đầu là người dân bu lại và công an xuống kiểm tra hiện trường ha cô ha. Nhưng mà chưa có xác thực được là đúng là cái thời điểm mà xảy ra của anh như thế nào, là lúc mấy giờ. Sao mà phát hiện được anh Toàn này cô? Tại vì hai cái thằng thường thường nhậu chung anh nó biết hơn, rồi biết nhậu ở dưới kia kìa. Dạ. Rồi biết đi lên biết thẳng vô đó kiếm ẩm tính nhậu nữa. Dạ. Đi vô thì đi bước ngay cũng nằm ngay ở giữa đó. Dạ. Rồi không có ảnh đi mấy bà đầu cái ghế rồi gì nè, đá hết ráo. Rồi nó mới thẳng ra sao, dạ. Thẳng ra sao, khúc ngay khúc kia đó đó, là ông mới treo còi, nó mới chạy ra la. Dạ. Thấy ông treo còi đâu hả? Là chiều bữa nào là mấy anh nó cũng nhậu hết? Thì ông đó cũng nhậu, mà sau ngày bữa ngày đó không có nhậu đây, mà không có nhậu đâu dưới á. Dạ. Mà bữa ngày đó không có nhậu. Thường thường thì ông cũng nhậu chứ. Rồi chiều mấy anh bạn nhậu mới chạy đi kiếm chỗ nhậu. Ừ, mấy anh nhậu đi kiếm. Dạ. Kiếm ai về thấy nằm treo lên. Dạ. Cũng tội quá, nó mới la lên rồi ở đây người ta để điện hoang lên. Là hồi tới đây đông lắm hả cô? Đông lắm, đứng ăn và nó từ đây tú từ đó. Hai bên lại đường xe rồi thì hà. Cũng tội nghiệp quá cô ha, hoàn cảnh cũng khó khăn thì thuê cái chòi này để mà mua dưa chai. Mà không biết lý do tại sao mà anh lại có cái suy nghĩ và làm một cái chuyện đó, mình cũng không biết sợi dây kết liễu cuộc đời của mình thôi cô ha. Mà nghe trong gia đình chia sẻ là có anh ta có gọi cho người nhà nói là hai bữa nữa mẹ nó mai của tao. Thì có không có nói gì đó. Nhưng mà không gọi ra hồi đó 10 giờ mấy, nghe nó 10 giờ mấy bữa hôm qua luôn đó. Dạ. Giờ trưa cái mẹ mày chuẩn bị làm nó mai cho tao cái gì đó, gọi là mày làm nó mai cho tao. Dạ. Rồi được rồi. Em gọi hồi đó 10 giờ mấy 1 giờ. Vậy là nó có dấu hiệu trước nè, ảnh cũng bị buồn bực gì đó trước nè. Mình không biết buồn gì nè. Dạ. Ổng không, mình không tâm tâm sự được với ổng ha. Ừ. Chỉ có mấy người bạn nhậu mà giờ chưa chắc là tâm sự thiệt luôn với mấy anh đó đó. Mấy bữa trước thì ổng xuống nhậu, ổng cũng nói là chắc là chết. Còn chết hai tụi đi thì có gì trước đâu có nghĩ chẳng gì đâu. Là ảnh nhậu là ảnh nói luôn. Ừ, thì ổng tâm sự với người vậy đó. Thì trước rồi, ổng nói gì đâu, vậy đâu hay vậy đâu. Đâu ai nghĩ mà chuyện nó xảy ra vậy ha. Cái gì mà bế tắc dữ vậy ta? Bữa nay anh ở đâu mà? Rồi, hay vậy là mấy anh nó mới tung chạy. Chạy, nó chạy ra này kêu đây rồi đây mới đầu la lên với làm số anh em người ta chạy lại rồi mới đầu chúng cái bắt ngoan. Rồi để vậy, để hiện trường vậy luôn. Ừ, để vậy luôn á, rồi công an rồi bắt đầu bị xong công an vô rồi làm giấy làm tờ xong rồi mới chạy hòm vô. Chạy hòm vô rồi mới tự vô hòm cắt. Dạ. Chạy ông gì? Là cắt rồi lúc mấy giờ tới cô? Lúc đó cũng 7-8 giờ hả sao? Rồi cắt cũng 8 giờ, 8 giờ 8 mấy. Làm giấy tờ cũng lâu. Dạ. Đúng ra cái thủ tục đó là làm rất là lâu, phải khám nghiệm hiện trường xong tử thi rồi. Cái này tại lâu hôm như kiểu gia đình ta cũng... Biết rõ rồi phải không? Không có cần phải không? Ông vậy rồi chứ đâu có thích mít với ai đây, ông thì khô mà. Dạ. Kiểu như gia đình ta bây giờ nói ông An là thôi, không có lại vụ đó. Dạ. Không có mẫu xẻ, người ta cũng chấp nhận. Dạ. Kiểu gia đình khó khăn gì tự nhiên ông ấy chứ đâu có gì đâu, ai hại hại ông đâu, thì tự ông xử ông. Cho cái làm ăn kinh tế giờ nó suy thoái rồi chắc mới có thiếu nợ gì không mà ông bế tắc dữ ta. Ai biết ổng. Mình đâu có biết. Cái đó là cái đó giờ là ổng ôm đi luôn, ổng mất ổng ôm đi luôn hả? Ừ. Dạ. Chứ mình đồng bào đâu có quan hệ với ổng nhiều đâu, mình biết ổng bị gì cũng chết. Dạ. Giờ hôm á cái mấy anh nó nhậu cũng gần đây. Nhà chút kia. Dạ. Dạ chưa. Rồi vô trong quay đi. Dạ, đâu nghe chỗ nào đâu anh dẫn em vô được không? Chỗ chặt dây luôn. Đi quay. Chặt dây không đó. Đợi khóc sợ quá. Cô thương cũng hơi sợ. Ớn thì ớn á. Bây giờ mình sẽ đi theo mấy anh em đi vô trong hiện trường của chú anh chị. Ảnh mua tùm lum đó cô chú nhỉ.
Ngay thùng đó luôn. Trời ơi, dùng mình à. Cái thùng đó là khi mà treo đó rồi nó đá cái thùng xuống. À, là cái thùng này là ông đứng trên cái thùng. Ông đứng trên cái thùng. Ừ. Là nằm ở trên đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ngay đó đó. Đứng ở trên cái thùng này. Đá cái thùng là cái đá thùng lật xuống cái mà em đứng quay mặt qua hướng bên kia. Quay mặt qua hướng bên này. Quay mặt vô hướng này. Quay mặt qua hướng này. Đây, hướng bên đây. Quay mặt qua đây. Quay mặt hướng mặt trời lặn. Không, này là hướng người ta. Cái này là hướng đông, hướng là hướng tây. Hướng tây. Ủa, hướng bắc chứ hướng nam, hướng nam. Hướng nam, hướng nam. Rồi cái lúc cái thời điểm mà phát hiện ra anh Toàn này là ở đây là chạy lại rần luôn. Nhưng mà giờ mình cũng đứng mình dòm lại chứ đâu có dám là vô. Không dám, không dạ. Lại, ờ cái thùng B đó là anh đứng đó đó cô chú chị. Đó cái thùng B đó. Cái cọng dây đó theo như em biết á là phải thầy cao tay á là mới cắt được. Đúng rồi, không á phải mình cúng giấy đâu cho giữ chứ nó thuộc về thần vọng luôn à. À, dạ thì rất nhiều em mới vừa quay xong ở Vĩnh Long cô gái 31 tuổi không biết không biết buồn chuyện gì mà ra đi bỏ lại ba đứa con rất là tội nghiệp luôn. Này thắt bằng sợi dây điện mà thứ dây nào cơm điện dây mà dây điện. Cái dây đó đúng ra mà nó đâu có đến nổi đâu mà sao mà nó lại siết gì đó. Siết gì đó mà. Trời ơi. Này cái này em thấy nè, anh kinh tế anh thấy cái cũng ổn định mà ta. Anh mua đồ thấy đồ bỏ nhiều quá đó. Thì nói chung là mua đồ sống nuôi con học thì chắc được. Dạ. Con học thành phố, có đứa gái thành phố. Là ly dị nhưng mà ảnh vẫn cấp tiền nuôi con. Vậy là cũng rất là tốt. Thì dặn hai chồng không ở nhưng mà vẫn nuôi con. Vẫn cấp tiền cho dạ. Cho mẹ nó nuôi con đi học á. Dạ. Ở Sài Gòn. Ờ, tội nghiệp quá trời. Ăn nhậu cũng hơi nhiều. Buồn á, buồn nhậu dữ lắm. Dạ. Nhậu suốt à. Dạ, anh có biết anh buồn gì không? Thì chắc cũng bị áp lực rồi với nhậu quá, chắc cũng bị sản á, thần kinh. em nghĩ là có lẽ là do nhậu quá rồi nó ám ảnh á. Ám ảnh. Rồi thêm dạ. Cái bị áp lực kinh tế nữa lúc dạ. Này làm ăn khó đó dạ. Rồi con học hành rồi chắc cũng rồi cũng có buồn đi quýnh bại tí xíu dạ. Mình cũng mình thì chỉ biết nhiêu đó thôi chứ còn dạ. Cái chuyện tìm sâu mình đâu có tìm hiểu dạ. Là cái sự việc này hồi tối xảy ra lúc mấy giờ anh không? Lúc đó khi phát hiện là 6 giờ sau dạ. Sau tối khoảng 6 tối thì mà cái lúc mà đem về liệm là mấy giờ? Đem về chứ phải khoảng gần 9 giờ. Dạ. Tại vì công an người ta làm việc xong xuôi hết rồi người ta mới cho cắt dây xuống mới đem về. Dạ. Đất này là đất thuê. Dạ. Nói chung là mình cũng thuê của người ta, mình cũng làm ăn rồi dư mình nói đó nó bạn học với mình á. Rồi nó cũng thuê chỗ khác mắc quá đi. Mấy triệu, 2 triệu mấy tháng hay gì đó. Dạ. Nó cũng chả không nổi gì vậy đây mình cho nó gửi 500 ngàn thôi. Dạ. Tại nó muốn trách nhiệm chắc. Dạ. Đó, rồi cũng như gửi phụ 500 ngàn là đưa cho người ta thôi chứ dạ, dạ, không phải dạ. là kinh doanh cái gì dạ. Rồi mà câu điện cho nó xài vô nó phụ trả tiền điện thôi vậy thôi dạ. Nói chung là cũng bạn bè là anh thấy hoàn cảnh anh vậy rồi anh cũng nhảy là anh giúp ảnh à, nói chung thì chia sẻ cho dạ, 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 dạ. 500 ngàn thì cái chỗ này thì nó quá rẻ rồi chứ nói chung là nó muốn bỏ đâu nó muốn bỏ qua bên kia nó bỏ dạ. Đồ nó chắc hết cho nó chắc qua bên kia luôn dạ dạ dạ. Cái chỗ này là của anh thuê lại thôi. À, của mình thuê lại. À. À, bây giờ anh cho lại anh Toàn thuê để mua ve chai. À, tại vì dưới là nó thấy cảnh nó cũng khổ mà ở dưới nhà ta cái đồ ve chai này dơ quá đi người ta cho thuê thì người ta cũng phiền quá đi. Dạ. Với cũng hơi cao. Dạ. Thành ra về đây có 500 ngàn ở dưới thì nó tới 2 triệu mấy. Dạ. Với thấy cảnh nó hồi đó nó bạn học nữa rồi nó cũng khổ nữa. Dạ. Rồi xong sự việc này chắc gia đình lên đây dở rồi bán này hết rồi cái dọn dẹp trả đất lại cho người ta chứ. Cái này thì phải đợi người ta làm đám xong thì mình mới dám nói. Dạ, dạ. Đang tăng gia mình không có nói tới dạ. Gì đó. Dạ dạ thì cũng phải trả đất lại. À, đúng rồi. À, bị bán thì giao lại tiền bạc rồi giao lại cho gia đình. Ừ, thì dạ. Không cái này chắc phải chủ nhà xuống dở quá. Mấy bên ba là người thân á. Đúng rồi dạ đúng rồi. Chứ mình không dám đụng vô rồi. Dạ. Cái này mình đụng mới cũng giếng mới được. Chứ vẫn giờ được rồi. Cũng á. À, vậy ha, dạ 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 cảm ơn anh nói nhiều đó ha dạ cảm ơn anh rất là nhiều luôn dạ thì đây là cái phần nhà cũng như là cái chỗ ở của anh Toàn của chú anh chị
cái chỗ đó vô nghe nó rợn đây có cái mền cái võng. Đây là cái mền cái võng của tôi gì. Anh thì anh mua anh để đầu tùm lum trong đó đó. Để đầu tùm lum trong đó anh cũng mua là xe Honda ghế niệm luôn nè. Để tùm lum trong đây nè. Bây giờ thì cái phần này thì tiền cũng tiền vốn cũng rất là nhiều đó cô chú chị. Ok, nghe cái gì cái bọt trong đó. Anh mua gì đây nhỉ? Chuột. Ở chuột trong đó. Chuột không chạy. Trời ơi, mà anh mua niệm gì anh để gì mà nè. Niệm gì mà anh để đây, thấy ghê quá trời. Niệm cái ghế gì. Thì nãy giờ mình cũng đi tới hiện trường chia sẻ bà con trong xóm đây, chia sẻ cái câu chuyện của anh Toàn nè. Cho chúng chị xem cái chiếc xe này chắc của anh chạy đi chợ đầu à? Dạ cái nào lên tiếng không này hả, là lên tiếng nói không hả? Không biết bóp. Đâu anh mở cái tiếng không à, ảnh lên thì em không biết mở nữa. Là cái tiếng nói của anh Toàn mở cái tiếng gì? Đây là cái tiếng từ nay bà con hết nghe được cái tiếng của anh Toàn đi giao đi chai nữa tôi chuẩn bị mua. Anh đeo cái tivi anh đeo nãy mình đi ra mình quên ý. Giờ mình sẽ đi vào bên trong nhà để nhà gia đình chia sẻ thêm về anh Toàn để cho quý cô chú chị mình biết vì sao anh lại bế tắc và kết thúc cuộc đời. Là điện cho công an tới luôn hả chị? Công an tới luôn, công an tới tính kịp cái tử thi mà người ta không có cho. Tại người ta có nó nói là không có báo là 10 giờ mai á vô ăn đám ma cho tao, cho tao. Không nói chú như vậy luôn. Ăn đám tang. Ừ, ăn đám tang. Ồ là cũng như là trước cái lúc mà xảy ra cái sự việc mà ảnh ra đi như vậy á, là ảnh có trăn trối trước với chị là không có trăn trối, tại nói với người anh là ngày mai vô ăn đám. Mai vô 10 giờ vô ăn đám ăn. Trời ơi anh nay nhiêu tuổi rồi chị? Nay tuổi dần. Tuổi dần là nay 50 mấy tuổi hả? Năm mấy rồi. Anh có anh em đông không? Ba người, ổng là thứ ba, chị hai là thứ hai. Có ba người, hai người gái, một người trai. Chị là người. Chị làm sao đây anh? Chồng của người chết. Người mất. Người mất cái người đó. Là chồng người mất là sao? Hả? Chồng người mất là sao? Là như cái người mất là chồng của người đó đó, người mất. À, chị là vợ anh hả? Vợ. À, bé này là con hả? Vô. Nhỏ là không cho nói thì... là cũng như là mình ly dị đó 20 năm rồi. 20 năm rồi. À, chị gần đây không? Ở trong ấp ba lượng hết chị. Cái sự việc này nó là xảy ra hồi nào hả chú? Tôi không hay, tôi nằm bệnh viện thôi. Nằm bệnh viện rồi chạy về rồi nhỏ cháu nó điện ra cho tôi không ai biết gì hết. Khi tôi về thì rồi hết rồi.
chú nghe được cái thông tin là người dân phát hiện hay là không có con trai nhỏ cháu ở dưới cầu hàng nó điện ra tôi nó nói giờ toàn tự dạ. Đó thì tôi đang nằm xong thuốc rồi ngoài chưa rồi tôi chưa về khoảng nửa tiếng đồng hồ sau tôi mới chạy về tới dạ. Anh Toàn ngày nay là nhiêu tuổi đó chú ha? 50. Dạ, 50, anh Toàn 50 rồi. Anh là người con thứ mấy của bác? Thứ ba. Bà, dạ. Bác có mấy người con hả? 6 người con, nhưng 3 người con trước, 3 người con vợ sau. Dạ. Là thôi rồi mới có vợ khác chứ không phải là hai vợ. Dạ. Dạ là bây giờ là hiện tại á, hiện tại là anh Toàn mình là có ở chung gia đình mình không hay là ở đâu chứ ha? Nó ở dưới này, nó ở dưới luôn. Là ở ngay điểm nào chứ ha? Ngay chỗ đây đi xuống, đây đi xuống dòm bên tay trái nè, có dựa da chai tủ lạnh rồi đó là dạ. Cái chỗ đó ở đó nó muốn mặt là bằng cổng ta. Bờ mò giáp với xã Phước Tuy là không gần trạm y tế, không có dưới lộ cầu hàng dạ. Lên chừng khoảng 500 thước là có bên tay mặt, còn đây xuống là bên tay trái, ngay chỗ cái đối diện với quán thằng Bình dạ. Cái giờ mà mình phát hiện là lúc tầm mấy giờ rồi bác? Tôi không biết nữa, rồi có thằng cháu ở gần nó đi chơi với nó rồi phát hiện nó chứ. Tôi nằm bệnh viện tôi không ai hết chú đâu. Dạ, anh này có vợ con gì không bác? Có vợ mà thôi rồi, dạ. Có đứa con. Dạ. Giờ là anh ở một mình. Một mình. Anh ở riêng luôn, anh ở riêng luôn. Một mình ở riêng luôn. Dạ. Vậy cái sự việc sao mà bác có nghe không? Dạ không, tôi không nghe gì hết hoàn toàn. Dạ. Nó đúng ra thì nó làm nó xấu. Anh Toàn này làm nghề gì bác? Nó đi mua phế liệu. Đi mua dây chai phế liệu. Dạ. Dạ. Rồi cách đây là ngày hay ngày gì đó, anh có biểu hiện gì không? Không có biểu hiện gì hết. Tôi không nghe nói gì hết. Dạ. Là hiện tại là anh Toàn. Dạ. Không có ở chung với chú. Không ở chung. Nó gọi là tỉnh thoảng nó chạy về. Ở dưới cái trò. À cái trò dưới nó dựa ra chai dưới nó mua cái nó muốn cái đất người ta nó mua bán cái gì. Hoàn cảnh có khó khăn gì không chú nào? Hoàn cảnh thì khó khăn lắm. Giờ anh ấy ở nhà rồi bác? Ở một mình. Anh không có vợ nữa. Không có vợ nữa. Dạ. Thì hiện tại bây giờ là ảnh mất là cái chương trình là diễn ra cái lễ tang á là đem anh Toàn 50 tuổi về nhà của cha mẹ là dạ. Nhà của chú là chú ha dạ. Dạ chú cho con hỏi là chú tên gì chú ha? Phạm Văn Dũng. Dạ chú Dũng là bây giờ là đem anh Toàn về cha mình về nhà cha để mà làm đám chú ha. Chú có biết cái nguyên nhân hay là lý do tại sao mà anh Toàn là cái câu chuyện như vậy biết cậu đang nằm dạ không hoàn toàn không biết là cái sự việc nó xảy ra bất ngờ luôn hả chú? Bất ngờ luôn vì con nhỏ cháu ở dưới cầu hàng thì tôi đang nằm bệnh viện xong cứu cầu hỏi thì nó điện ra nó giờ còn tự nhận chết rồi dạ. Thì tôi chỉ biết vậy thôi rồi nãy về cũng hỏi người ở đó đó thì hỏi sự việc sao thì cũng không ai biết gì hết. Xảy ra sự việc là lúc mấy giờ chú? Không biết, tôi không biết gì, tôi ở bệnh viện thôi, tôi không biết gì hết. Rồi tôi chạy về thì tới chỗ đó đó thì rồi tôi thấy lo đông người. Tôi lo tôi dân xe thấy đông người đó rồi tôi lo tôi về đây để dàn xếp rạp nhà thì không có ai, con nó mới hai nó chạy về cái nhà ở con mình nè. Rồi dạ. Bà xã thì bà cũng bệnh nữa. Dạ. Thì con nó đem trển nó giữ bà trển. Dạ. Hai người bệnh hết rồi. Là chú vẫn chưa biết lúc mà anh Toàn mất là vào lúc mấy giờ hả chú? Dạ chưa, có thằng cháu dưới này hồi chiều công an lập biên bản đó đó, lại lấy lời khai của nó đó, thì nó biết, có la lập lời khai với công an. Cái thằng đó là hình như là nó là người phát hiện đó. Năm thứ là chiều đó ha chị ha. Mà không biết trong cái bản cáo phó để 13 giờ cả. Không biết cho công an điều tra sao tôi lấy lời khai sao tôi không biết. Ông điện là cái thằng đó nó mới phát hiện rồi bà con người ta mới điện cho con bạc. Rồi điện cho con bạc mới điện tao nữa. Cho nên không có xác minh được mấy giờ hết á. Dạ. Ở có mình à. Dạ.
khoảng giờ vậy thôi chứ không phải chính xác là không có biết giờ nào, tại vì tới 6 giờ mấy á. 6 giờ mấy là mình mới hai để tạ quạ ra vậy thôi chứ còn đâu có biết lúc nào đâu. Là anh có trăng trói trước hay là sao? Là hồi 10 giờ rưỡi á. 10 giờ rưỡi ngày hôm nay luôn. Anh bà con cô cậu ruột á nói là anh ngày mai anh về làm đám ma tôi. Nó có nói vậy đó. Thì bản cáo phó ghi 1 giờ vậy thôi chứ không có biết chính xác là lúc nào á. Tại vì nó ở có một mình mà. 6 giờ chiều mới phát hiện hả cô? Là mình nghĩ là chắc khoảng tầm 1 giờ cho nên là mình ghi vào bản cáo phó là 1 giờ. Tại vì lúc 10 giờ rưỡi thì nó có điện thì mình ghi lại bản cáo phó vậy chứ đâu có ở với ai, đâu có biết chính xác là giờ nào đâu. Dạ. Là cũng như là trước cái lúc mà xảy ra sự việc là cũng như là có cái điện báo trước là cũng như ý của nó là nó muốn như vậy rồi nên nó có điện cho ông anh đó, ông nó nói là ngày mai anh về làm đám ma tôi. Đó, nó có tính trước đó, còn chuyện của nó làm nó có tính trước. Nó chỉ cho hai vậy đó. Ba. Thì nó ở một mình thì đâu có ai biết chuyện gì xảy ra với nó, anh thì không biết đâu. Ê, chú Toàn này là thường ngày là có nhậu hay là gì không con? Có, nó là chuyên ra nhậu. Ba. Thì ở một mình vậy rồi, chỉ nhà cửa ở đẹp rồi nó cũng ngoái hai đời, nó cũng ở đẹp. Là bây giờ là đem về nhà của cha để mà làm đám cho anh. Chứ hiện tại bây giờ nhà của anh ở dưới là nó riêng ở dưới đúng không? Ở riêng ở dưới chứ, mướn đất rồi nó che chặt xệ vậy là nó ở tạm bợ vậy thôi, tiếp rồi cây cối rồi. Kêu vô nó mướn chỗ để nó bán đồ đó, nó vô bán đồ đó. Sắt rồi nó che cây nhỏ nhỏ rồi nó che làm bậy bạ, nó để vật tư rồi nó mua cho chai rồi vậy thôi chứ rồi nó sống ở đó hả chứ không có gì nhà ai hết. Dạ em cảm ơn cô ha. Chiều công an làm việc nó đó, công an hồi chiều có mời mình đó, đó là nó làm sự việc đó, nó đi ngang nó thấy thì sao cứ rồi lúc đó với ra rồi mệt lên ngồi giữa đó rồi nó chạy về nhà dàn xếp cái nhà không ai, tôi đi nằm đi bỏ nhà không. Bây giờ bác cha bác gái ở đây là ở với ai? Không, tôi ở con mình tôi. Mẹ cũng bị bệnh là lạnh. Dạ. Vợ tôi thì nó cũng bị bệnh rồi, con đem cảnh nó giữ cho ở đây bà đi, tôi đâu có giữ, tôi bệnh đau vậy là sao không dám cho bà được. Rồi anh mất thì không có chỗ làm đám tang thì cho nên là giờ bác cha mẹ giờ đem về đây làm. Chứ giờ để ngoài sân luôn cho chú vậy. Đúng rồi là. Muốn là giờ muốn đắp người ta mà. Giờ cha thì phải giờ còn cha phải đem về chứ mẹ nó thì cũng thôi rồi nhưng mà giờ cũng bệnh nằm chỗ cũng bị gì á. Dạ. Nằm chỗ trên Tân Châu á. Tân Châu là đâu quá? Tân Châu Châu Đốc á. Dạ, tôi có gì tốt. Mẹ nó cũng bệnh, bán thân nằm chỗ. Giờ bà thôi tôi rồi, bà cũng bệnh rồi, có bà vợ này giờ bà cũng bệnh luôn. Tôi dạ. Cũng bệnh luôn. Giờ hai vợ chồng rồi thôi, hai người bệnh để không có ai nhờ, ai dạ. Giờ ở nhà phải đóng cửa giữ bà chứ không bà đi. Bắt. Dạ. Rồi dạ, bác gái là lẫn bà lẫn còn bà còn bà trước á thì là bị đột quỵ nằm chỗ. Dạ. Bên này khá mày lên phố phố à anh với đại ca mày kêu chị mày là chị chính là anh Toàn hay là 50 tuổi rồi hai chú ha. Dạ. Dạ. Là ly dị vợ cũng hơn 20 năm rồi. Đâu có ly dị đâu chưa con nó nay mới 19 tuổi rồi chứ ly dị đâu cũng là thì cũng khoảng còn khoảng 15 16 năm gì đó. Em đại ca là em bên ai thôi với mày. Thì hiện tại bây giờ thì ảnh chỉ ở có một mình cũng như là thuê cái mặt bằng đó để mà mua dây chai. Dạ. Dạ. Mua dây chai để mà mưu sinh. Dạ. Nhưng mà con vẫn chưa hiểu là nguyên nhân như thế nào. Dạ, nguyên nhân thì không ai biết hết rồi. Không biết lý do và cái nguyên nhân tại sao mà anh lại làm cái việc như vậy hả chú? Dạ tôi không biết, tôi cũng không biết là nãy chị chia sẻ là anh có trăn trối trước mà. Thì nó có kêu thằng anh là con cô cậu với nó với nó mài về và nó ma nó là nó ma nó gì đó. Dạ, thì tôi cũng hỏi sơ qua rồi thôi. Dạ. Chứ tôi lần rồi về cái rồi thấy nó vậy thôi rồi.
nhờ anh em giúp đỡ rồi nó chạy về đây, nó dàn xếp nhà chứ đâu có ai nhà. Dạ. Lúc đó thì không có ai nhà, có mình tôi đi nằm bệnh viện rồi. Giờ thì con gái giờ cũng mạnh ai nấy đi làm hết ở đây, giờ còn có hai bà già. Dạ, rồi bà bả bây giờ đi đám con thì nó giữ chứ còn tôi không ở đâu. Tôi bệnh về đâu có chăm sóc bà nổi. Bà lãnh bà đi. Bà lãnh bà đi cùng lum, bà đi kiếm thấy bồ rồi. Đi mấy lần rồi. Mất trí nhớ. Nói chung là bị khô não đó, đã bị đập chỉ định bị teo não. Bây giờ bà không biết gì hết.